người nó mấy quá, nó cứng quá, nó đồng dính nè. Trong cái thao khó ê rồi, nó khô quá. Có lò, lò nấu đường ở đây ở khó này nè, ở đây cũng cái lò nấu đường thốt nốt nè, đó là phía sau kia cái nữa, rồi thốt bên kia nữa. Ở đây rất là nhiều lò đường đó, mấy cái nhà vậy là toàn là mấy cái lò đường thốt nốt không á. Có ông nào đi ở chỗ này là gì hả? Thả bò lên trên này luôn, cái ruộng ở trên này giờ ta không có làm lúa nữa. Ở đây nên cái ruộng này ta trồng đậu xanh nè, ruộng này trồng đậu xanh, đa số ruộng là ta bỏ không, ta không có làm tại vì nó không có nước. Mà ngay chân ta là bàn bán ta mà à, hao dạ. Sắp đau mấy dạ, hẹn sắp sai sắp đau năm sáu chục ba bốn chục cây. Lấy miếng bên na hệ vậy dạ, lấy sao lại chim một tô à dạ, thì thật chim một tô quá à, đâu bây giờ đường đi nó dễ, bây giờ nó khô rồi, thành thử bà con ta đi bằng xe gắn máy hết rồi, hết cái ai loại bộ, hết cái ai gánh con đi loại bộ rồi. Bởi vì mấy ngày tôi canh tôi coi có ai gánh không mà không thấy ai gánh hết, thấy toàn đi xe gắn máy không à. Đi xe máy rồi là tại vì bây giờ nó đường nó dễ đi rồi, mình thử người ta không có người ta đi xe gắn máy cho nó nhanh chút, với người ta chở nặng này nọ nó cũng dễ. Còn mấy hôm mà gánh là tại vì đường ruộng lúa người ta còn á rồi khó đi xe gắn máy, phải đi xe đi loại bộ. Giờ mấy đứa nhỏ ba mẹ nó dẫn về Sài Gòn hết rồi, tôi phải có á, tôi muối á. Không sao, tôi tập muối nó sao phi đó anh tia. Bởi phi nó đâu tia đâu. Muối bao nó tia. Không lên nó cắt cái mặt bông thốt nốt qua cho nước nó chảy. Tại những ngày là cái mặt bông á nó khô. Phải cắt nó cho nó mới để nước nó chảy ra. Giờ ta cột cái huỳnh vô để cột cái huỳnh vô nè, chỗ có đầu ong quá để cho nước thốt nốt nó nhiễu ra đó, để người ta hứng vô ngày mai cái người ta leo lên người ta ta lấy cái huỳnh nó xuống không xuống rồi chưa xuống rồi.
mình lấy thuốc thuốc nó ổng cắt á, mà này nó hủy án cái lá nhìn không thấy ổng cắt, còn cái dao đó ổng cắt cái đầu vòng. Năm vậy mình làm được mấy tháng, nấu đường được mấy tháng? Cùng mỗi khai. Mỗi khai ông mấy cái bị thơ máu. Là bay khai, máu nhằm to khai. Khai chết. Khoảng 7 rồi khoảng 5 tháng. Ở khoảng 6 tháng. Năm làm được khoảng được 5 tháng. Đấy, nấu tiếng chua là bao nhiêu? Chua, ông chua. Đấy, làm đường này, mấy cây thuốc nốt này, mình lên lấy bông rồi mình thuê của người ta. Mà cho năm, một năm nhiêu? Bạn rồi phải bạn cái lỗ chỗ không phải bạn lỗ phải ổng mà quay mua rồi mua cho nó tiêu một cây vậy là một năm sáu tháng làm đường đó là khoảng 500 ngàn. Còn không thì có người đã lấy bằng đường 5 ký đường, người ta cắt cái bông đó, người ta để nó vô, lấy cái bình đút vô rồi nước ở trong cái bông nó nhiễu ra. Cắt cái bông không? Cắt lát nhỏ ở trên nè. Cái này cây đực nè. Cái bông nó dài dài. Ta để cái bình vô ta hứng nước. Mình phải cắt một lát rồi nhỉ, ta cắt nó là một lát thì cái mặt mới vậy đó, ở mặt cũ nó khô rồi nè, nơi đen, ta cắt nó miếng vậy ra để cho nước nó trong bông nó chảy ra. Cắt miếng mỏng. Cái chai này. Chai xò kia cho ông nó hộp. Ê, bạn nhớ, cung. Ăn vô, ăn vô. Ê, cung.
Mày không bán chứ ôi. Bán cho quân tiên thì nha mày. Tôm vô, chim ăn vô, không từ chay mất đi. Cái này là ta đang nấu được. Mày buồn màu rồi đó, sao nào sao chú á, tăng về thì mong đâm đó. Rồi này nấu hồi 10 giờ sáng tới giờ, giờ 3 giờ mấy rồi. Cũng lên trong đó. Ngày là leo 30-40 cây. Cây thốt nốt này cây cao cũng cỡ khoảng 10 mét. Mà nhờ có cái tre này nè. Nhờ có cây tre thành thử nó dễ lên. Chứ không mà lên thì nó. Nhưng mà hồi lúc chạy giặt tôi lên tới mấy chục cây thốt nốt. Mà cây lên mấy cây thấp hơn. Mấy cây này cao quá. Tôi lên cây thốt nốt để tôi chặt lá để lợp nhà. Còn mấy cây cam cao như thế này đâu có lên nổi đâu. Mà lên bằng tay không. Chứ đâu có cái thang cây tre này đâu.